Rồi ok, xin chào các bác. Thì trên tay mình đây đang là cái con LG V60. Cái con điện thoại mà cũng khá là mới của nhà LG. Mới đây thì có thêm con LG Wing. Thì cũng hy vọng mình sẽ có nó để trên tay sớm nhất. Thì mình cũng không định làm cái review về cái con V60 này đâu. Tại vì cái con V60 này nó chả có gì đột phá cả, dẫn đến không cho mình cái cảm hứng gì để mà muốn trên tay nó cả. Nhưng chẳng qua là đợt vừa mượn được một mớ máy đây, nhưng mình nhân tiện mình cũng mượn nó luôn đó. Thì đây sẽ là cái bài mà mình nói kỹ về nó hơn một chút và so sánh nó với những con ở trước mặt đây nhé. Rồi về cái mặt thiết kế thì mình thấy là cái con LG V60 này cho mình cái cảm giác cầm nó khá là đầm tay luôn. Mình cảm giác là nó dày hơn con V50 một chút xíu đấy. Đó các bác thấy này, có vẻ là cái viên pin 5000 nó sẽ làm cho cái con V60 này là dày hơn. Nhìn cái mặt lưng của nó làm cái camera đặt ngang này, mình khá thấy nó giống cái con Samsung S10 luôn đấy. Cũng đặt ngang như này. Mình thì không thích cái việc đặt ngang như thế này lắm, mình thích nó đặt dọc thì mình thấy nó hợp lý hơn. Đấy, và mình cũng không thích nữa là cái việc cái mặt lưng này nó bo cong khá là nhiều. Đây các bác có thể thấy này. Đó. Các bác có thể thấy này. Đó. Cái độ bo cong của nó này. Đó. Hai bên đều như thế luôn. À, cái cảm giác bo cong này mình thấy nó về mặt thẩm mỹ nó không được thẩm mỹ cho lắm. Đây cũng là tùy các bác thôi, nhưng mà đối với em ấy thì em thấy nó như thế, nó bo cong như này mình cảm giác nó không được đẹp cho lắm thôi. Còn cái cảm giác mà bo cong như này cầm nó sẽ sướng hơn, còn nó sẽ đỡ, nó sẽ êm tay hơn đó. Và cái mặt trước của nó ấy, thì các bác có thể thấy là giờ nó cái khung viền của nó cắt đường diamond cắt ở đây này, nó giống như cái thời G6 hồi xưa ấy, các bác có thể thấy này đó, các bác có thể thấy không? À, cái video này đang quay bằng cái con Samsung Note 20 nhé. Đó, Note 20 thường ấy. Đó, các bạn có thể thấy này. Và cái màn hình trước của nó ấy, nó cũng không có bo cong nhiều quá đâu. Nó cũng vừa vừa thôi. Cho nên bây giờ các bác muốn dán cái màn hình, dán cái miếng cường lực ở đằng trước ấy, mình thấy là có vẻ nó dễ hơn rồi, vì nó bo cong ít hơn. Tuy nhiên nếu các bác muốn mà dán mà nó phun tràn ra ngoài này ấy, thì chắc là cũng không dán được đâu, vì nó chỉ bo cong một tí nhưng mà vẫn có đấy. Đó, các bác có thể thấy này, cho các bác nhìn gần gần mà. À, đây các bác có thể thấy, có cảm nhận được nó không? Đó. Còn để mà cái cảm giác cầm nắm giữa các máy hàng đầu của các hãng ấy, thì thực sự là mình không thích cầm cái con V60 này cho lắm. Mình cảm giác cầm nó như cầm một cái con đồ tàu ấy các bạn. Mình không 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 thích cầm con V60 này cho lắm. Đó. Ở đây mình có cái con mấy con đầu bảng của các hãng này. Ví dụ như con Sony này. Cầm nó nam tính và nó trông nó lịch lãm hơn rất là nhiều. Và cầm mấy con Note này thế, cầm nó có vẻ sang chảnh hơn rất là nhiều luôn. Đó. Và cái việc nó làm cái con Note 20 Ultra này, nó làm cái khung viền nó bo cong cả khung luôn ấy. Mình cảm giác nó cầm khá là thoải mái đấy, và cầm nó sang trọng hơn. Tuy nhiên cái con Note này thì nó cái cạnh của nó ấy, nó khá là vuông, cho nên khi mà mình cầm như thế này nó hơi cấn vào cái lòng bàn tay một tí, nhưng mà mình nghĩ là cầm nhiều thì nó sẽ quen thôi đấy. Và cái con Note 20 này ấy, thì mình thấy là cái camera của nó quá là dày luôn, mình thấy nó cực kỳ rất là dày luôn. Mình không thích cái cúp này cho lắm, trông thì có vẻ hầm hố đấy, trông có vẻ ghê gớm đấy, nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì mình thấy là phải đánh đổi quá là nhiều luôn, nó dày kinh khủng luôn đó. Và tiếp theo này, cầm cái con iPhone 11 Pro Max này, thì con iPhone 11 Pro Max này mình cho mình cái cảm giác cầm là sướng nhất luôn. Mình cảm giác nó vừa tay mà nó cái màn hình nó không quá dài ấy. Cầm nó dùng nó mình cảm giác nó tiện lợi hơn, và nhất là cái cụm cụm camera này này. Đây, mình có thể là để gần lại cho các bác xem. Cái cụm camera của cái con Pro Max này ấy, họ làm mình thấy nó làm rất là tinh tế luôn. Trên này thì đã dán được mấy cái cường lực cam rồi. Thì mình thấy nó là ví dụ như chỗ những cái chỗ mà từ cái đây các bác có thể thấy rõ này.
từ cái chỗ mặt lưng mà đi lên cái phần nhô lên này, họ làm rất là tỉ mỉ và chính xác luôn, nó trông nó đẹp. Đó, thì mình cũng không phải là fan của táo đâu, nhưng mà mình thấy là nó khá là đẹp, mình thể bật cái flash lên cho các bạn xem. Khá là khó nhìn các bạn. Đó. Bật flash lên khá là khó nhìn các bạn, nhưng tuy nhiên thì thôi đợi mình tắt đi đã. Tuy nhiên thì cái việc mà cầm nắm cái con iPhone 11 Pro Max này cho cả mình cái cảm giác cầm nó sướng tay nhất, thực sự là như vậy. Tuy là nó ra đời cái đây 2 3 năm rồi. Đó. Rồi, đấy là cái về cái mặt thiết kế nhé. Tiếp theo ấy, là về cái phần màn hình của cái con V60 này ấy, thì màn hình của con V60 này ấy, nó bây giờ chỉ là Full HD cộng thôi, nhưng mà mình vẫn thấy là nó không có bị rỗ hay bị bất kể một vấn đề gì về ám màu gì đâu. Màn hình con này mình thấy là nó cảm giác nó đẹp hơn cả con LG V50 luôn ấy. Nó không bị ám, kiểu kiểu ám hơi hơi ám vàng như con V50. Con màn hình này khá là trong luôn, và chắc chắn là một điều là không thấy điểm rỗ nào đâu. Chắc các bác mà mắt mà siêu 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 kinh thì mới nhìn thấy được thôi, chứ mắt em cũng là mới đi khám sức khỏe 10 trên 10 đấy, nhưng mà không thấy nó bị rỗ gì đâu. Đó. Nhưng mà có điều là cái thiết kế màn hình của cái con V60 này mình thấy nó rất là xấu. Thứ nhất là làm cái giọt nước này này, mình thấy nó khá là lạc lõng và mình không thích nó bằng việc làm tái thỏ đâu. Cả hai cái đều mình ghét, nhưng mà làm cái giọt nước mình còn không thích bằng. Và thứ hai nữa là cái hai cạnh viền của màn hình này này, nó vẫn còn rất là dày, ngay cả cạnh trên và cạnh dưới cũng thế, nó còn rất là dày luôn, và cho mình cái cảm giác khi nhìn vào nó không được ưng mắt cho lắm đâu. Đó là tùy các bác thôi, nhưng mà đối với em là màn hình con này đẹp, nhưng mà thiết kế màn hình giọt nước nhà mình không thích, và các cái cạnh viền nó còn khá là dày, mình không khoái cho lắm. Đó, nhưng không như những con như kiểu là con Sony này, con Sony này thì cái màn hình nó quá là tuyệt vời luôn các bạn. Bây giờ mình nghĩ là trong các hãng điện thoại thì hiện tại con Sony này, cái màn hình nó hiện tại mình nghĩ nó đang là đẹp nhất luôn. Đây mình có thể là để show màn hình cho các bác xem, hy vọng là các bác có thể nhìn được. Còn cái màn hình của cái con 11 Pro Max này thì mình thấy là nó hơi vàng hơn một tí. Đấy, các bác có thể thấy giảm cái độ sáng lên một tí. Đây. Đâu rồi nhỉ? Đó, thì các bác có thể thấy được. Con này hơi hơi bị sáng. Rồi. Thì hiện tại đối với em ấy là cái con Sony 1 Mark 2 này, cái màn hình nó tuyệt vời nhất luôn các bạn. Khi mà mình đang dùng quen cái con Sony này rồi mà dùng với những cái con khác ấy, cảm giác nó chán cực luôn. Ngay cả cái con Note 20 này, Ultra này cũng thế. Cái con Note Ultra này ấy, thì đặc biệt là cái thiết kế màn hình của nó, hai cái cạnh viền của nó thì khá rất là mỏng mỏng kinh khủng luôn, và cho cảm giác cầm rất là sexy, và cảm giác nhìn cái màn hình nó ngập tràn ấy thì nhìn nó rất là đã mắt. Nhưng mà cái màn hình của nó cũng hơi bị ám vàng các bạn. Đây là mắt của em nhìn thấy nhá. Còn cái con iPhone 11 Pro Max này thì nó vẫn giữ cái thiết kế xưa nay của iPhone thôi, nó cũng khá là ám vàng. Đây là cái nó sau sóng này là do cái ánh điện này các bạn, không phải là màn hình nó thế đâu. Thì màn hình nó khá là ám vàng, và cái cạnh viền của nó ấy, làm cũng khá là dày. Đấy, các bạn có thể thấy, nhưng mà nó dày một cách đều nhau ấy, dẫn đến cho cảm giác nhìn nó cũng khá là thuận mắt, chứ không đến nỗi mỗi cạnh dày một kiểu như của LG nhà mình. Còn cái con Sony này ấy, thì hai cạnh viền của nó cũng khá là mỏng, không đến nó mỏng quá nhưng mà khá là mỏng, và hai cái cạnh trên cạnh dưới của nó ấy, nó khá là đều nhau, phải nói là rất đều nhau. Cái cạnh trên của cái con Sony 1 Mark 2 này nó dày hơn cái cạnh dưới một chút xíu thôi nhá. Nếu các bác nào nhìn kỹ ra thì mới thấy được, chứ không chứ nhìn qua qua như này thì các bác có thể cảm nhận là hai cái cạnh trên cạnh dưới nó bằng nhau đấy, nhưng mà thực ra là mình theo cái con mắt của mình là mình thấy là cái cạnh trên này nó dày hơn một chút xíu đấy. Mình cũng đã thử mang thước là mình đo thì
mình cảm giác là mình thấy là cái cạnh trên này nó dày hơn một chút xíu. Tuy nhiên là nó vẫn cho cái cảm giác khá là cân đối và dễ nhìn đó. Nó không đi theo mấy cái thiết kế kiểu hot trend bây giờ như kiểu tai thỏ gió nước nữa. Tiếp theo ấy là về cái phần loa ngoài ấy, thì em đang để theo thứ tự là từ con phát to nhất cho đến con phát nhỏ nhất. Thì theo như cái tay của em ấy thì là cái con Note 20 Ultra ấy, nó đang là cái có cái loa mà có cái âm lượng to nhất, sau đó đến con V60 nhỏ hơn một xíu thôi, và tiếp theo là con iPhone 11, và cuối cùng là con Sony 1 Mark 2 ấy. Thì do cái âm thanh nó hay bị dính bản quyền quá, dẫn đến em phải lấy cái clip của em thôi. Thì em sẽ cho các bác nghe thử cái những cái con này nhé. Cái đoạn nhạc này thì nó không được to cho lắm, cho nên là có thể các bác sẽ nghe không không được phát hiện ra. Nhưng mà tất cả những con này đang để cái âm lượng là to nhất nhé. Em sẽ mở cái con từ bé nhất. Mở con Sony 1 trước nhé. Đó, các bác có thể đang nghe cái con Sony nhé. Rồi, tiếp theo là cái con iPhone này. Rồi. Rồi tiếp theo là con LG V60. Rồi, đây là con Note. Rồi, thì cái phần loa ngoài ấy, em đang chỉ so sánh nó về cái phần mà con nào phát ra to nhất thôi, chứ cái phần mà đánh giá mà cái con nào mà nghe loa ngoài nó chi tiết hay cái nó hay hơn ấy thì có lẽ nó rất là khó, tại vì tùy cái cảm nhận của tai mỗi người thôi. À, nhưng mà theo em ấy thì là cái con Note 20 ấy, nó vừa to nhất và em nghe cảm giác là nó là hay nhất. Đó. Và về cái phần loa thoại ấy, thì em cũng đã cắm sim vào bốn con này rồi ấy. Thì nghe loa thoại của bốn con này thì đều ổn hết, không vấn đề gì cả, rất là to và rõ. Về phần loa thoại không vấn đề gì cả luôn. Còn về cái phần tai nghe ấy, thì em đang cũng đang nghe bằng cái con nghe bốn con này bằng cái tai nghe Sony này đây. Thì theo cái cảm nhận của riêng em thôi nhé, thì cái con LG V60 ấy vẫn cho cái chất lượng âm thanh khi mà nghe bằng tai nghe là ngon nhất, sau đó là đến cái con Sony này. Tiếp theo ấy là hai con Note và con iPhone ấy, thì em thấy nó ngang ngang như nhau thôi. Đó. Và kể cả nghe bằng cái tai của mấy cái máy đi kèm ấy mà đổi cho tất cả những máy này với nhau ấy, thì em nghe đều có cảm giác tương tự như vậy. Đó. Đấy là về phần âm thanh nhé. Thì sẽ đánh giá âm thanh của em là cái con LG nhà mình vẫn là ngon nhất. Để nói luôn với các bạn về phần pin luôn. Phần pin ấy thực sự là để mà trong mấy ngày mà em dùng bốn con này hết pin được ý, thì cực kỳ là khó khăn luôn. Em không thể dùng hết pin được, nhưng mà vừa dùng ý, và vừa để thời gian chờ trong mấy ngày ý, thì đến hôm nay ý, thì đến hôm nay nhá, thì là những con này em đều sạc 100% hết, 100% pin hết, và dùng cái tác vụ mà nó như kiểu là bình thường hàng ngày của em hay dùng ấy, và trong thời gian và chờ nó mấy ngày nữa, dẫn đến là em không thể đánh giá được nó là trong vòng bao nhiêu tiếng được. Nhưng mà em cảm giác đối với em ấy là cái con V60 này, tại vì em dùng con V60 này nhiều nhất, những con này chỉ mở ra làm cái kia quay phim cái thứ thôi, nhưng mà con V60 dùng hàng ngày nữa, thì con V60 hiện tại nó đang còn 15% pin này, con Note còn 16 này, còn con cái con Sony này còn có 1% nữa, nó sắp hết pin rồi. Còn cái con
iPhone này thì không tính nha, vì con iPhone này em sạc 100% pin nó ở sau những con kia. Đó, thì đấy là để đánh giá pin ấy, thì em thấy đang là cái con V60 là pin là trâu nhất. Đấy, và sau sau đó là đến cái con Note 20. Và tiếp theo là cái con Sony 1.2 đấy, nó bị tắt nguồn rồi, hết pin mà. Đấy thì cái con Sony 1.2 nó là yếu pin nhất. Em nghĩ là nó gánh cái màn hình 4K rồi nên nó có thể yếu nhất. Còn cái con cái thông số dung lượng pin ấy, thì hiện tại bây giờ em cũng không nhớ là bao nhiêu đâu, thì có thể là do dung lượng và thứ nhất là cái do cái màn hình nó gánh nó quá là nặng rồi nên nó thấp nhất. Tiếp theo là con Note này, con Note này pin nó cũng không được trâu như con V60 này đâu, con V60 hiện tại là trâu nhất. Còn cái con iPhone 11 này thì chắc bác dùng nhiều, các bạn có thể là đánh giá pin nó cũng khá là ổn. Nhưng mà nếu mà so với con V60 này thì con iPhone 11 này thì pin sẽ hơn rất là nhiều. Đấy, và nó sẽ con mình nghĩ là con iPhone 11 này nó sẽ ngang ngang với con Note hoặc là ngang ngang với con Sony này thôi. Tuy nhiên là em thấy nhiều bác dùng cái con Note 20 này thấy bảo là pin nó cũng không được ổn cho lắm, thì em cũng thấy là ở nó ở mức dùng vừa đủ thôi chứ nó không thoải mái cho lắm. Cơ bản là cái màn hình nó to quá và nó quá nhiều cái công nghệ gì đó mà cảm giác mình nó sẽ tốn pin hơn. Có cái con LG nhà mình ấy thì nó chỉ gánh cái màn hình Full HD cộng thôi, dẫn đến là nó ăn ít pin hơn, mình cảm giác là như vậy. Rồi tiếp theo ấy, là về cái phần hiệu năng ấy, thì em cũng đã có một cái bài đánh giá bằng cái phần mềm AnTuTu ấy, mà cái clip trước em đã cho các bác xem rồi đấy, thì các bác có thể tham khảo. Thì hiện tại là em đang thấy là cái con Note 20 Ultra 5G ấy, có vẻ nó là mạnh nhất vì nó dùng cái con chip là 865 cộng. Còn tiếp theo là cái con Sony 1 Mark 2 và cái con LG nhà mình ấy, thì vẫn đuối nhất. Cái con iPhone 11 Pro Max này thì em không so sánh vì nó hệ điều hành khác rồi, so sánh cũng không có tác dụng gì mấy. Có thể là nó cũng mạnh ngang ngang đấy, không không thua kém gì đâu. Thì em thấy là năm nay cái con Sony 1 Mark 2 ấy, người ta đã chú ý đến cái phần mà hiệu năng của nó khá là cao rồi đấy. Và em thấy là những cái clip chơi game của các bác ở trên 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 YouTube ấy, nó khá là ổn và họ đã quan tâm nhiều đến cái hiệu năng của con máy hơn rồi. Và đặc biệt cái con Sony 1 Mark 2 này có thể là vừa sạc vừa chơi được, trong khi sạc thì nó không sạc vào pin mà nó chỉ có dùng cái trực tiếp điện từ sạc luôn, nó không sạc pin, dẫn đến máy nó cũng đỡ nóng hơn đó. Còn cái con Samsung ấy thì nó dùng cái chip 865 cộng thì nó sẽ mạnh hơn thôi. Còn cái con LG nhà mình ấy thì em thấy là hình như có vẻ năm nay con này nó vẫn bị bóp cái xung nhịp, vì em thấy là cái thời con V50 nó đã có điểm số gần bằng như này rồi. Đấy thì cái này thì không biết được, cái này hy vọng là các bác nào am hiểu thì nói, chứ còn riêng được nối với em thì bốn con này dùng nó quá là mượt này, nó cũng chả có vấn đề gì luôn, nó rất là kinh khủng rồi. Đấy, tất cả các game trên CS Play hay là trên App Store đều cân hết, không vấn đề gì cả. Đó. Rồi tiếp theo ấy, là về cái phần vân tay ấy, thì cái con Samsung này đang dùng cái vân tay mà siêu âm ấy, thì mình thấy của nó rất là nhanh luôn. Nhưng mà các bác phải để chính xác nhé. Ví dụ để chính xác các thì nó mở luôn. Đấy. Còn ví dụ các bác để không chính xác thì nó không mở đâu. Nhưng mà việc mà để chính xác của con này cũng cần phải làm quen nhé. Đấy, vì nhiều khi mình không quen mình sẽ không 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 để chính xác đâu. Nếu mà nó sáng màn hình đi thì không nói, nhưng mà để mà lúc nó đang tối mà chạm được phát mà nó mở luôn thì khá là khó khăn, và đòi hỏi về quá trình sử dụng nó quen đi thì mới làm được thôi. Nhưng còn cái cảm ứng siêu âm này nó rất là nhanh luôn. Còn cái con LG V60 nhà mình ấy, thì nó sử dụng cái vân tay quang, dẫn đến là em thấy là nó cái tốc độ phản hồi nó chậm hơn khá là nhiều. Đó, các bạn có thể thấy nó chậm và nó cũng cần phải chính xác vị trí nữa các bạn. Đó. Nếu như mà nó không hiện cái on-way này lên thì các bác cũng khá là khó biết vị trí, nhưng mà có điều là nó sẽ chậm hơn cái con dùng vân tay siêu âm. Còn tiếp theo là cái con Sony này ấy, thì nó dùng cái vân tay vật lý và nó để ở cạnh như này này. Thì nhiều bác có thể là bảo nó nhỏ như này ấy. Nó nhỏ như này thì nó sẽ rất là khó và nó sẽ không nhạy mấy, nhưng thực ra là em thấy nó rất là nhạy luôn, các bác có thể thấy này. Đây nha, 1 2 3.
Đấy, mở luôn. Cái cảm ứng, cái việc mà sáng mới lên nó do cái hiệu ứng của nó thôi, nó hơi chậm thôi. Chưa, nó rất là nhanh luôn. Đấy, các bạn nhìn này. 1, 2, 3. Đó, rất là nhanh luôn. Thì em việc dùng vân tay cảm ứng này em vẫn thích hơn là dùng cái vân tay siêu âm và cái vân tay quang học ở trong màn hình. Cái con iPhone này thì nó dùng Face ID được thì không nói nhé. Còn những cái con Face ID của những con này ấy, thì thực sự nó chỉ là Face ID 2D thôi, dẫn đến là nó không thể ngon được bằng cái con iPhone này đâu. Làm cho nó vui thôi chứ còn bảo là vân tay vẫn là chính. Đó, để đấy là về cái phần vân tay nhé. Rồi, tiếp theo ấy, là về cái phần camera ấy, thì em cũng đã có một số cái clip mà so sánh giữa những con này ở trước ấy, thì các bác có thể xem lại để mà biết được nó đang như thế nào nhé. Thì những cái clip trước ấy thì em làm đều là để ở chế độ auto và chụp và quay đều auto hết. Quay thì để ở chế độ 1080 60fps nhé. Thì nó sẽ đánh giá được một số cái điểm cơ bản thôi chứ còn nó không đánh giá được hết, vì mỗi con này nó có cái chế độ chỉnh tay riêng mà. Đấy, ví dụ như con Samsung này thì cái chế độ là chuyên nghiệp của nó này này, nó cũng có thể là chỉnh được là ISO này, tốc độ mặt chập này, cân bằng trắng này, đấy, cộng trừ sáng các thứ này. Nói chung là nó cũng, con Samsung này mình thấy nó là khá là đơn giản, và như tuy nhiên các bạn nào mà rành thì vẫn có thể tận dụng được nó rất khá là tốt, tuy nhiên thì nó cũng khá là đơn giản. Đấy, còn cái con LG nhà mình ấy, thì cũng tương tự như thế thôi, nhưng mà cái giao diện nó hơi khác một tí. Đây, các bác có thể thấy là cái đây, nó có cái chế độ này. Đây, chế độ chỉnh tay đây, nó cũng chỉnh được tất cả các thông số như ISO rồi nét rồi tốc độ mặt chập rồi cân bằng sáng các thứ. Nhưng mà năm nay nó làm cái giao diện nó quay 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 như này nó có vẻ lạ hơn một tí. Đấy, và có hiệu ứng mà kêu kêu kiểu như mình đang vặn cái vòng lấy nét cũng khá là hay. Đó. Còn cái chế độ quay tay cũng thế thôi. Quên, quay video bằng tay không phải là quay tay. Đó, nó cũng tương tự như thế thôi, vừa quay vừa chỉnh được. Thì nó cũng như cái đời LG đằng trước thôi. Đó. Còn con Samsung, à quên, cái con iPhone thì nó không có, thì không không so sánh, không có chế độ chỉnh tay nên không so sánh. Thì đặc biệt năm nay con Sony 1 Mark 2 này họ làm cái camera khá là tốt luôn. Đặc biệt là họ có hai cái phần mềm rất là chuyên nghiệp này, các bác có thể thấy này. Đó là cái phần mềm Cinema Pro và Photo Pro nhé. Thì em có thể mở cho bác xem này. Đầu tiên là cái phần mềm Photo Pro ấy, thì trước tiên là nó sẽ mô phỏng cho các bác được nó sẽ mô phỏng cho các bác được là cái giao diện kiểu như là dùng mấy con máy ảnh chuyên nghiệp như A72, A73 gì đấy. Đó, thì nó đầu tiên nó sẽ có cái chế độ là auto này, rồi ưu tiên khẩu này, ưu tiên tốc này, rồi chế độ manual là mà chế độ mà có thể thao tác được tất cả những cái thông số ở đây này. Đấy, có thể điều chỉnh được tốc độ này, tốc độ mặt chập này, iPhone IFF này. Đấy, đây lấy nét này, đấy. Đó, nói chung là chỉnh được hết luôn, rất là nhiều luôn. Ngoài ra có thể chỉnh được cả ống kính này. Đấy. 16 24 này, 70 này. Sao tối thế nhỉ? Mình để cho chế độ auto xem nào. Rồi, ống kính này. Đấy, nó có thể zoom. À, không zoom ở đây, zoom rất là lớn. Cái này cũng zoom được lên 200 này, 200 mét hay 200 mm hay làm gì đây thì mình không rõ, nhưng mà được cái là cái phần mềm này khá là dễ dùng các bạn. Nếu mà các bạn nào mà dùng máy chuyên nghiệp, máy chuyên nghiệp của Sony rồi hoặc là của những hãng khác ấy, thì làm quen cái với cái phần mềm này rất là dễ thôi. Nhưng mà các bác nào mà chưa dùng ấy thì các bác phải có thời gian trải nghiệm nó và làm chủ nó nhé. Đó, rất là hay. Cái menu này thì có rất nhiều cái linh tinh nữa. Rồi, tiếp theo là cái phần mềm Cinema Pro ấy. Đây, thì trong cái phần mềm này nó cũng cho các bác điều chỉnh rất nhiều thứ luôn, nhiệt độ phân giải này, rồi cái giao diện này, ví dụ như là đây này, có nhìn thấy gì không? Sao không nhìn thấy gì nhỉ? Mình như mình đang để cái ISO nó hơi thấp thì phải, ISO cao lên,
cân bằng sóng bàn chập đó, các bạn có thể này đó, tốt bàn chập cái thứ này, tự để tự động ấy đi đó, ISO này tự động luôn đi, ở tối thế nhỉ, tăng ISO lên đó. Đấy, LED mình có thể tự động hoặc là bằng tay. Ok, đó có nghĩa là trong cái phần mềm Cinema Pro này để nó có cái áp dụng một số cái bộ lọc này này, bộ lọc mà làm như kiểu giả phim ấy, nó khá là đẹp các bạn, các bác không biết có nhìn thấy không, thì em chỉ giới thiệu sơ qua như thế cho các bác hiểu thôi, chứ cái việc mà để mà chụp đẹp hoặc là quay đẹp bằng được bằng những phần mềm này đòi hỏi các bác phải có thời gian mà vọc vạch nó, chứ làm phát đẹp luôn không không, không có đâu. Đó, ok. Đối với em năm nay ấy, cái con Sony 1 Mark 2 nó làm cái thứ nhất là hiệu năng này và làm cái camera khá là tốt luôn ấy. Các bác có thể thấy mấy cái video quay đêm của nó giữ lại chi tiết rất là tốt luôn. À, đối với em năm nay ấy, thì là em thích cái camera của cái con Sony 1 Mark 2 này nhất này. Đấy, còn cái con Samsung và LG ấy, thì em thấy nó chả có gì cải tiến so với những năm trước như con Note 10 đâu. Và đặc biệt cái con LG V60 nhà mình như này, em thấy cảm giác như nó không có cải tiến gì so với con V50 luôn ấy. Em chắc chắn sẽ mượn con V50 để mà làm một cái clip so sánh giữa hai con này về camera ấy, cho các bác xem, tại vì như em trải nghiệm mấy hôm nay ấy, em cảm giác là nó không có gì cải cải tiến cả. Đó, cải tiến mỗi pin pin 5000 thì công nhận là ngon hơn thật, và hiệu năng thì ngon hơn một chút xíu. Và đặc biệt là cái con đây, tắt đây đó. Cái con Note 20 này ấy, thì đúng là họ giới thiệu cái camera nó quá là ghê gớm này, zoom kia, zoom 100x, nhưng mà em thấy nó hình như có zoom 50x thôi mà. Đây, em mở lại cho các bác xem nào. Cái camera nó khá là hầm hố luôn, nhưng mà em thấy nó cũng bình thường thôi. Đây này, hình như có zoom đến 50x thôi mà các bác. Đấy, có thể thấy này. Đó, zoom 50x. Đó. Nói chung là em cũng thử cái zoom này rồi, thì có thể thử cho các bác xem. Zoom 5x này. Đấy, cái ốc, con ốc này. Đó, lấy nét vào nó xem nó có nét không. Đó, em trải nghiệm tí cho các bác thôi nhé. Cái zoom này thì em nghĩ là nó không thiết thực cho lắm đâu. Cái con V60 nhà mình cũng có zoom các bạn. Năm nay nó làm cái camera cũng lên 64 mê cơ mà. Đây, các bác xem con này của mình, con LG nhà mình ấy thì zoom được đến 10x thôi. Em cũng lấy cái ốc này xem nào. Đó, thì nó sẽ không thể to bằng cái con Samsung kia được. Thôi, kệ nó đi. Trải nghiệm cho các bác biết thôi. Còn cái con Sony ấy thì nó đang hết pin các bạn, em không trải nghiệm được. Nhưng mà cái zoom ấy thì nó không quan trọng quá đâu. Còn cái chất lượng camera ấy thì theo em đánh giá là năm nay con Sony nó làm ngon nhất. Còn cái con iPhone này, iPhone 11 Pro Max này thì nó ra đời cách đây mấy năm rồi, nhưng mà em vẫn thấy là cái chất lượng camera của nó vẫn khá là đỉnh luôn. Có thể không 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 thua kém gì mấy con này đâu, và có thể nó còn hơn ấy. Nhưng mà vấn đề là khi em nhìn trên cái màn hình ấy, thì đúng là cái con iPhone 11 ấy nó chi tiết hơn rất là nhiều và cảm giác hình ảnh nó mượt lắm. Nhưng mà khi đưa ra so sánh ở trên những con với nhau ấy, trên trên PC ấy, thì em thấy nó cũng không được ngon cho lắm, cũng bình thường. Còn nhất là buồn cười nhất là cái LG nhà mình ấy, là khi mà mình quay video ấy thì nhìn trên cái màn hình, em đang nói là LG nhà mình nhé, khi mà quay video nhìn trên màn hình ấy thì cái con LG nhà mình nó chống rung rất là tốt luôn, phải nói là tuyệt vời luôn ấy. Nhưng mà khi đưa ra so sánh, đưa ra ghép với những cái con khác ấy thì nó lại rất là tệ, không hiểu sao thế. Đó, thì đấy là cái camera nhé. Thì năm nay em thích cái camera của con Sony 1 Mark 2 nhất. Em sẽ cảm giác nó là ngon nhất hiện tại. Không phải ngon nhất hiện tại mà là ngon nhất trong những con này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là cái phần cũng 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 có thể là không quan trọng cho lắm. Đó là cái phần ghi âm ấy. Thì như những cái clip mà so sánh quay của các con ấy, thì các bác có thể thấy được là ghi âm của những con này như thế nào rồi. Thì hiện tại em đang thấy là cái ghi âm của cái con V60 nhà mình ấy, đối với em ấy, em thấy nó là ngon nhất, tại vì em thấy nó ghi âm rõ, rất là rõ và to luôn ấy, cho cái âm lượng khi mà xuất ra nó khá là to luôn.
thì em đang cảm giác là cái con LG nó ghi âm có vẻ là tốt nhất đấy. Còn cái con Samsung và con Sony cũng không kém, nhưng mà bây giờ là những cái con flagship bây giờ cái chất lượng ghi âm của nó cứ xem nhau à. Nhưng mà em thấy là cái con LG nhà mình hiện tại đang ghi âm có vẻ là tốt nhất, đây là cái đối với cái đánh giá của em thôi đấy. Còn cái con iPhone này thì nó vừa quay vừa chụp nó vẫn còn bá đạo lắm các bạn, chung nhiều người vẫn còn thích cái chất ảnh của nó rồi chất quay của nó. Đấy là về cái phần thu âm nhé, thì cái phần này không quan trọng cho lắm. Rồi thì chốt lại với bốn con đầu bảng của các hãng hiện tại bây giờ ấy, thì không biết các bác sẽ chọn con nào. Nhưng mà đối với em ấy, nếu mà về giá ấy, đầu tiên ấy, thì cái con LG V60 ấy, đang là có cái mức giá mà rẻ nhất, bây giờ nó tầm khoảng tầm 10 triệu thôi. Còn Note này ấy, thì là tầm 20 triệu, hơn 20 triệu. Rồi con iPhone 11 này ấy, cũng tầm 20 triệu. Rồi con Sony này ấy, cũng đang tầm gần 20 triệu ấy. Thì so với mức giá ấy, thì con LG đang là ngon nhất. Nếu mà để cái mức 10 triệu mà kiếm được một con điện thoại mà camera rồi hiệu năng rồi các thứ nó pin nữa nó ngon như con V60 ấy, thì là khá là ngon rồi đấy. Không nói những điện thoại tàu nhá, thì những con điện thoại mà chính hãng ấy thì là khá là ngon rồi đấy. Còn nếu mà các bác nào mà không lăn tăn về giá ấy, thì đối với em ấy thì là em vẫn thích cầm cái con Note 20 Ultra này nhất. Tại vì thứ nhất là nhìn cái cụm camera nó rất là hầm hố, mình nhìn nó rất là chuyên nghiệp hầm hố, tuy nhiên nó không thiết kế không được đẹp cho lắm thôi, nhưng mà nó rất là hầm hố đấy. Và mình thích nó nữa là cái màn hình nó lớn, nó rộng và nó cảm giác nó như tràn ngập ra, nhìn nó rất là đã mắt, và hai cái cạnh bên nó rất là sexy. Và đặc biệt là cái con Note 20 nó có thêm cái bút S Pen ấy, nói đến dòng dòng Note thì không thể không nói đến cái bút S Pen được, dẫn đến là cái bút S Pen này nó khá là ngon. Tuy nhiên ấy, các bác có thể thấy cái độ trễ của nó này. Nhiều cái anh em YouTube trên mạng ấy, nói là cái độ trễ của nó rất là ít rồi, nhưng mà mình cảm giác là nó vẫn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái bút này nó khá là bé, dẫn đến là nó viết không được sướng đâu, mình chỉ để mà tích vào cái này tích cái kia thì được thôi, chứ còn để mà viết trên cái con Note này thì không khoái thế nào. Mình đang viết bằng cái con iPad Pro này, mà iPad Pro to đùng này, viết bằng cái con này nó sướng rất là nhiều luôn đấy. Cứ như là cái bút E Pen này trên con Note này chỉ để dùng cho vui vui, cũng nói chung là cũng có hữu ích, nhưng mà nó để vui là chính thôi, chứ nó để chính xác hơn khi mà mình muốn chọn chỗ nào tích chỗ nào đấy thì nó ngon. Nhưng mà nói chung là nó cũng có tác dụng, nhưng mà nó đối với mình để mà viết trên đó thì mình không thể viết được, cầm này viết khó viết lắm các bạn đó. Nhưng mà nếu như mà không lăn tăn về để về về kinh tế thì mình sẽ chọn cái con Note 20 Ultra này. Chứ còn bảo là nếu mà để cái độ sang chảnh của nó thì đương nhiên cầm cái con iPhone 11 Pro Max này nó vẫn sang chảnh hơn rất là nhiều đó. Tại vì cái thương hiệu của nó giá trị hơn mà đấy. Và đặc biệt các bạn nữ thì nhìn thấy iPhone là có vẻ là auto là đẹp trai rồi đấy. Và nếu như các bác nào mà thích sự nam tính ấy, thì nên cầm cái con Sony 1 Mark 2 này, vì cầm nó có một cái chất riêng các bạn, nó không bị cuốn vào cái dòng điện thoại, cuốn vào cái thời cuộc điện thoại hiện tại bây giờ ấy, nó vẫn có một chất riêng và vẫn giữ được cái nét của Sony riêng đó. Và nếu mà ai mà muốn sự lịch lãm ấy, và muốn sự bình thường không bị lỗi thời hoặc gì đấy, thì các bác có thể cầm một con Sony này khá là tốt. Tuy nhiên cái giá nó vẫn rất là cao, nhưng mà và đặc biệt của nó là cái màn hình, cái màn hình của nó thì khi bác mà bà đã dùng cái con Sony 1 Mark 2 này rồi, thì khi mà nhìn vào những màn hình con khác ấy, cảm giác là những con khác nó thua rất là nhiều luôn. Còn thực sự là cầm con LG nhà mình cũng là fan LG thật sự, mình là chủ một cái hội LG cũng khá là lớn, nhưng mà cầm cái con LG V60 nó không cho một cảm giác sang trọng gì cả, nó cầm cầm nó khá là thô và nói chung là cầm như cái điện thoại tàu ấy các bạn. Đấy, đấy là cái lựa chọn của mình nhé. Chứ còn các bác thì mỗi người một cái điều kiện kinh tế rồi một cái sở thích khác nhau, thì các bác có thể lựa chọn những cái sở thích của các bác thôi, tùy các bác thôi. Còn đấy là những cái cảm nhận của riêng em thôi nhé. Tuy nhiên là cái này có thể là không đúng với bác này hoặc không đúng với bác kia, thì các bác có thể là xem xét mà lựa chọn cho mình cái điện thoại tốt nhé. Rồi ok, chào các bác.